Dù trời đang mưa đường trơn, thế nhưng một tài xế xe khách vẫn điều khiển xe phóng nhanh vượt ảo. Và quý vị biết không, khi gặp tình huống thắng gấp, chiếc xe xoay vòng 180 độ khiến ai nấy chứng kiến đều đứng tim vì lo lắng cho hành khách trên xe và các phương tiện lưu thông cùng thời điểm. Theo clip, sau cơn mưa, trên đường có nhiều người và xe ô tô qua lại. Một chiếc ô tô khách màu vàng đi tới với tốc độ cao, khi thấy tại nút giao phía trước có một chiếc xe ô tô năm chỗ màu trắng đang chuẩn bị sang đường, tài xế xe, xe khách đã dội vàng đạp phanh. Nhưng do chạy tốc độ cao và phanh gấp khiến chiếc xe khách trượt về trên đường và xoay 180 độ sang phía làng đường đối diện. Chiếc xe ô tô xoay ngang đúng làng đường đang di chuyển có một chiếc xe tải nhỏ. Thật may, không có một vụ gia chạm hay thiệt hại nào về người xảy ra.